Cương thi. À quên. Thảo giấy bóc tên ma quá. Với tốc độ của Hậu thì 2-3 cái. 2 cái hết đá. Với lại mình nó rộng ràng mà nó khỏe. Chị đã lên thớt tim rồi. Đúng, nhìn tướng dễ ăn dễ gặm, thiệt ra nó sâu cực kỳ. Sao ba người không người nó bất mờ ít quá mình khổ đúng quá mình khổ. Hôm nay không phải mười mấy người ăn gì mới ăn gà ngày nay luôn á. Mai xôi thôi chứ không có gà bé. Xôi nhân bông thôi bé. Xôi xong ăn mà thịt muối kia. Mình có thể kiếm thứ khác ăn được không mọi người? Ăn đi ăn chứ. Một là ăn trước khi chị lo ăn. Đúng ăn đúng. Sau khi chị lo ăn. Trời ơi, trời trời. Mà anh kêu là anh bị bự vậy. Thì nghe đó hả? Thở không nổi. Mà kiểu thích thì em xối nè, mà em ăn em hay bị bự lắm. Bự. Ổng bị bự. Bị bự là vậy chị? Bị no à? Không biết. Đại bụng, đại bụng. Nó đây cái bụng em cứ ế, em nghĩ em cứ nhân nữa. Bụng, bụng đau bị bự. Nó chập cái lộn á chứ. Mà chắc ngay bị bằng. Mùng quay xong mình nằm tan ba cái mùng chi muốn đam mê nổi chị em ở đó.
nó ngon rồi, để quay hết rồi. Ủa chị Lo nói ăn sâu rồi Phúc? Hồi nãy hả? Con bò bé nó lanh lắm rồi. Chị tên chi chị? Dạ em tên Vi. Vi phải? Nói chung là đại khái là tên Vi hay tên Vĩ gì đó. Dạ đàng hoàng, chị tên kia, chị có tự giới thiệu em và em tên. Em sinh năm 96. 96 hay 97 gì đó, nói chung là nhỏ hơn, lớn hơn Hiền tuổi hả? Như lớn hơn Hiền tuổi. Bằng Hằng. Tự nói họ và tên, tự giới thiệu đồ đó kiểu. Đi không xong không phải xong, ca nó mệt quá. Không nặng nữa lấy. Nặng tiếp đi chứ. Phải nặng được. Thì bên này vâng, thì sức bình sinh thì phải lôi. Thì ơi, em thích cái đông xa thì díu đây. Thì đi mua quá. Chị tao lo với tao mấy. Ừ, cho anh ta. Được giá phòng đưa ra 1.500.000. Đeo bữa giờ rồi lấy 1.500.000. Ừ. Đâu vậy? Tiền bạc thì mất tiền công chứ đúng không? Thì mất tiền công 200 thì 1.700.000 thì tao ra 1.500.000. Chứ bài mua đưa vậy tơ đấy cho em ta thì lần nhé đi bán chứ nữa. Ủa thì sao là tiền bố. Đẹp quá. Đơn giá lúc không hỏi chứ. Đi, như mua đôi đôi tâm đem. Cái gì ở đâu á chị Lý? Tìm có cái mua. Hả? Tìm cái gì không? Là ở đâu? Đường chị? Đường chị. Cái đợt em mua vàng là em mua đó, em mua vàng đi đám cưới em mua đó. Chị còn mua đó. Vì là có con bạn của con cái con ở Trung Phong của bạn thân em bán vàng đó. Tại sao chị lấy là nói con mua ở đó? Nó không phải mua ở chỗ khác. Này là lông. Đi thu rồi đó, chỗ cũng được đẹp đó. Em đừng em không đợi mình thôi. Chị Phúc. Ai phủi mũi giùm hả Phúc cái? Ai phủi mũi giùm Phúc cái? Ấm thơm thì ấm được nghe. Cái này là ấm minh ấm ấm minh ấm ớ đâu chứ không phải ấm thơm nghe. Nằm trong quà đi là này. Từ đây chị nói nhiều bị mắt khác. Mới ăn được, mới ăn lắm lắm. Lúc này là ăn được ít chứ. Nên là vừa vừa ấm thơm. Lúc đây lên phải hết ấm nữa. Rõ ra.